Xin cảm ơn tiếng hát của anh Tuấn Nguyễn rất nhiều. Kính thưa quý vị và bạn thân mến, và chia sẻ tiếng hát của anh Tuấn Nguyễn thì bây giờ chúng ta cùng chào đón tiếng hát của chị Ánh Tuyết, một gương mặt rất khả ái mà chúng ta đã từng mong đợi. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc được mang tên Tấm Thiệp Đầu Xuân. Xin mời chị Ánh Tuyết ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vẫn không già. Ngày xuân xin mượn tiếng ca chúc cho người thương ra mây mùa tháng đó làm ăn vất vả giàu sang, nhóm vai chẳng đầy hạnh phúc của ngày xuân. Chúc các con luôn tiến bước học hành, tương lai rực rỡ như bần ơn tươi sáng. Mình thẳng vào đây yêu quá, bởi vì mình rất là yêu thích những ca khúc về mùa xuân ạ.